Trưởng đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác nhá. Quay trở lại màn hình nhỏ trong buổi chiều ngày hôm nay, bên xưởng lại tiếp tục hoàn thiện xong một chiếc bàn thờ dựng mộc, một chiếc bàn thờ gỗ Mita. Trong video này thì xưởng sẽ giới thiệu cũng như là báo giá chi tiết cho các bác về mẫu bàn thờ án gian này. Đây là mẫu án gian thiện bằng chất liệu gỗ mít. Đây, trước mặt quý vị khách hàng là tổng thể bộ sản phẩm đây, bao gồm một chiếc bàn thờ này cũng như là một số cái món đồ thờ phía bên trên này. Thì bao gồm những gì thì hôm nay thì mời các bác cùng theo dõi clip này thì chúng tôi sẽ giới thiệu một mẫu bàn thờ gia tiên vô cùng đẹp. Trước tiên thì về chiếc bàn thờ này, chiếc bàn thờ này có kích thước là bề ngang là 2m17, cao 1m17 và sâu 1m07, sử dụng chất liệu gỗ Mita như quý vị có thể thấy trên màn hình. Chiếc bàn thờ này được đục là đục dạ triện tàu lá dắt, sử dụng chất liệu gỗ Mita. Thì các bác có thể xem được hình ảnh sản phẩm đây, chi tiết nguyên liệu gỗ Mita mít quê Phú Thọ các nhá. Đó, phần dạ triện, phần bên trên thì đã có cuốn thư này, hai bên là hai có cảnh cúc, bên kia là cảnh trúc, bên trên là cổ gấm chữ vạn, đục gấm chữ vạn các bạn. Sản phẩm thì là rất là đẹp, gỗ đồng đều màu. Đây, các bác có thể quan sát chi tiết gỗ đồng đều màu. Hiện tại là chiếc bàn thờ này bên xưởng đang bán công khai mức giá là 16 triệu, chân 14, kích thước 1m27. Đấy, với mẫu y như hình này các bác nhá. Ngoài ra còn rất nhiều mẫu khác thì các bác có thể liên hệ hoặc là Zalo theo số 0957 510 86, bên xưởng sẽ gửi chi tiết các mẫu khác cho các bác nhé. Tiếp theo phía bên trên này thì có một bộ đài nến thờ bao gồm 12 món bằng chất liệu gỗ Mita. Sản phẩm còn đang nguyên mộc. 12 món này thì bao gồm những gì và giá nó bao nhiêu thì xin mời các bác cùng theo dõi này. Trước tiên là chúng ta sẽ có một đôi hạc thờ rất là đẹp. Đây, chi tiết đôi hạc thờ đây các bác này. Đôi hạc thờ, cái dáng hạc rất là đẹp này. Hạc thờ là hai món này. Tiếp theo, đế bát hương. Tôi xin lỗi, đĩa đựng hoa quả. Đĩa đựng hoa quả là 3 này. 5 cái đài cau, đài rượu, đài trầu là 8 món. Đấy, 8 món này. 2 cây nến là 10. 2 cái ống hương là 12. Là bao gồm 12 thứ. Và 12 thứ này hiện bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám đang bán với giá là 2,7 triệu. Đấy, tổng thể bộ combo này là bàn thờ 16 triệu và bộ đài nến là 2,7 triệu, là 18,7 triệu. Đấy các bạn nhé. Đây, tổng thể một bộ bàn thờ rất là đẹp. Hàng thì gỗ lạt dày dặn, gỗ sạch dạng, gạch sạch sẽ không rác. Đó, cũng như là mức giá thì rất là hợp lý cho các bác nào sử dụng. Về chất lượng thì vô cùng là bền rồi, chất liệu gỗ Mita thì khỏi phải nói rồi. Đặc biệt là sản phẩm chúng tôi làm rất là chắc chắn. Video tôi đang quay trực tiếp tại xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cái mẫu bàn thờ như ý, giá cả hợp lý, rất là phù hợp bình dân. Cũng như là với cái mẫu như ý này thì các bác có thể sử dụng trong quá trình sử dụng thì vệ sinh rất là dễ, lau chùi rất là dễ dàng. Quý vị đã có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Có số điện thoại là 0957 510 86. Mọi người có thể xem thêm các sản phẩm khác tại website đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.